6 lần đầu thai chuyển kiếp giữa người và động vật khiến cho ai nấy cũng phải ngỡ ngàng. Các bạn thân mến, câu chuyện về luân hồi chuyển sinh đã không phải là điều lạ lẫm nữa rồi. Thực sự đã có nhiều trường hợp ly kỳ về luân hồi chuyển kiếp thành động vật như là trâu, ngựa hay heo khiến cho ai nấy cũng đều khiếp sợ. Đối với tất cả những ai có niềm tin vào nhân quả báo ứng, họ sẽ xem tất cả như một lời răn dạy sâu sắc cho người đời về quy luật này. Vậy thì đó là những câu chuyện ly kỳ nào? Hãy cùng khám phá ngay và luôn các bạn nhé! Cậu chuyển sinh thành trâu vẫn đi đòi nợ. Con người vẫn hay cho rằng chết là hết rồi. Tuy nhiên có rất nhiều trường hợp thực tế cho thấy sự tồn tại của luân hồi và những dấu hiệu từ tiền kiếp. Và câu chuyện về người đàn ông luân hồi chuyển kiếp thành trâu dưới đây là một minh chứng cho điều đó. Chuyện là vào những năm 50 của thế kỷ trước, có một gia đình trong làng nuôi một con trâu cái. Gần tới ngày trâu sinh nở, thì một hôm trong lúc người chủ làm việc trong vườn nhà, khi vừa ngẩng đầu lên thì thấy ông cậu của mình bước vào chuồng trâu. Ông thấy rất là kỳ lạ, bèn ngừng công việc đang làm lại và vào chuồng trâu xem thế nào. Vừa hay đúng lúc đó thì trâu mẹ sinh ra được một chú trâu con. Ông nghĩ bụng, thật là trùng hợp. Một lúc sau thì có người chạy đến báo tin rằng ông cậu trong họ vừa mới qua đời. Lúc này người chủ mới nghĩ bụng rằng con trâu này chắc chắn là ông cậu của mình chuyển sinh thành. Vì vậy hết mực chăm sóc nghé con từ từ lớn lên, nó cũng rất khỏe mạnh và hiền lành ôn thuận. Một ngày nọ, người chủ dắt trâu đi lên thị trấn có việc. Khi đó có một người thương lái bán đồ sành sứ đang đẩy một chiếc xe chở hàng đi tới. Kỳ lạ thay, khi vừa nhìn thấy người thương lái thì chú trâu con đột nhiên lồng lên kéo đứt dây buộc, rồi lao như điên về hướng phía xe chở hàng, dùng đầu húc mạnh vào thùng xe, dùng chân đạp tung hàng hóa ở trên xe. Trong chốc lát đã khiến những món đồ sành sứ bị vỡ nát tanh bành. Người thương lái lúc này không chịu được nữa, bèn định rút dây ra quất vào nghé con, nhưng người chủ đã cản thương lái lại. Sau đó người chủ nhân đem sự tình con trâu kể cho người thương lái rằng con trâu này chính là ông cậu của mình chuyển sinh thành. Ngoài ra còn nói cho người thương lái biết ông cậu là người thuộc thôn nào, tên là gì. Người thương lái lúc đầu tỏ vẻ không tin, nhưng sau khi trầm tư một lúc thì hỏi lại người chủ trâu rằng có phải ông cậu của anh là người thuộc thôn này, tên là gì gì đó, dáng người to lớn và hơi mập một chút phải không? Người chủ trâu nói rằng đúng vậy. Nghe thấy vậy, người thương lái vô cùng kinh ngạc nói rằng tôi vẫn còn nợ tiền ông ấy đấy. Sau đó vị thương lái nhìn lại số đồ sành sứ vừa bị con trâu đạp vỡ và tính toán một lúc thì thấy số tiền này bằng đúng số tiền mà ông ta nợ ông cậu kia. Vị thương lái khi đó mới ngạc nhiên hốt hoảng nói rằng chẳng nhẽ trên đời lại có cái chuyện thần kỳ như vậy hay sao? Thiếu nợ hoàn tiền, đúng là thiên kinh địa nghĩa rồi. Số tiền này anh không cần phải đền cho tôi nữa. Sau đó vị thương lái quay sang chú trâu và nói rằng ông anh à, chúng ta vậy là kết toán xong nhé. Xem ra chuyện nhân quả báo ứng, luân hồi, chuyển thế khả năng rất cao là chuyện hoàn toàn có thực. Vậy thì bạn có tin vào câu chuyện này hay không? Hãy comment ngay yes hoặc no để bày tỏ ý kiến của bạn xuống phía bên dưới các bạn nhé. Người chồng đã chết đầu thai thành vẹt. Khi một người yêu thương nhất qua đời, đó là nỗi đau khó lòng mà có thể chấp nhận nổi đối với hầu hết mọi người trên thế giới này. Vì thế mà đôi khi vẫn có những câu chuyện đầu thai thành chính con vật trong gia đình của mình, như câu chuyện đầu thai thành vẹt của nữ giáo sư người Thụy Điển có tên là Frances Beck. Nữ giáo sư và người chồng của mình hết mực yêu thương nhau, nhưng không lâu sau khi bà trải qua sinh nhật lần thứ 49 của mình, thì người chồng của bà bỗng nhiên qua đời trong một cơn đau tim. Sự việc xảy ra quá đột ngột, khiến cho bà Frances không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này. Ngày ngày bà đều sống trong sự tuyệt vọng của đau thương và tiếc nuối. Khi chồng của bà mất được 6 tuần, bà Frances đã quyết định nuôi một chú vẹt với hy vọng có thể giúp bà nguôi ngoai đi phần nào nỗi nhớ người chồng quá cố của mình. Bà lên mạng và đặt mua một chú vẹt. Và một ngày bà lão nhìn vào tờ giấy khai sinh của con vẹt, bà mới phát hiện ra ngày sinh của nó đúng vào ngày mà ông chồng của bà đã mất. Bà còn cho biết rằng con vẹt này rất là đắt. Cửa hàng bán vẹt đảm bảo với tôi là nó rất thông minh và nó nhất định sẽ nói được. Lần đầu tiên khi nói chuyện với nó, tôi cảm thấy rằng nó rất đặc biệt. Tôi đã đặt tên cho nó là Wes và dạy nó nói tên của mình, nhưng nó không nghe và liên tục nói Immer, Immer, đó chính là tên của bà. Kỳ lạ là bà chưa bao giờ nói đến cái tên này trước mặt của nó. Chú vẹt này sau đó học được thêm nhiều từ mới hơn và nó có thể nói được cả câu. Nó nói rằng nó chính là chồng của bà Frances, thậm chí còn nói được những chuyện trước đây của hai người. Và có những chuyện chỉ có bà Frances và chồng bà biết với nhau, ngay cả ngày cưới của bà nó cũng biết luôn. Ngay sau đó thì bà đã kể chuyện này cho đồng nghiệp, bạn bè và những người thân thích, nhưng họ đều cho rằng do bà nhớ chồng quá nên tinh thần có đôi chút vấn đề, cho đến khi những chuyên gia về hiện tượng siêu tự nhiên đến để tiến hành kiểm tra đối với con vẹt. Kết quả trắc nghiệm đã khiến cho mọi người không thể không tin vào sự thật này. Con vẹt chính là người chồng chuyển sinh của bà Frances. Nghe thì có vẻ rất khó tin, thế nhưng trên thế giới này quá là to lớn và còn rất nhiều điều mà chúng ta không thể giải thích được. Ngựa nói tiếng người, câu chuyện thương tâm về đầu thai chuyển kiếp.
Vào thời nhà Đường có một câu chuyện về luân hồi chuyển kiếp rất thương tâm, đó là chuyện của mẹ một thị vệ sinh ra làm ngựa đột nhiên nói được tiếng người. Một chuyện nổi tiếng lúc bấy giờ khiến bao người chứng kiến phải suy ngẫm. Chuyện kể rằng, thời nhà Đường có một thị vệ tên là Lý Tín. Một ngày mùa đông vào năm Hiển Khánh, thời vua Đường Cao Tông, chiếu theo thường lệ thì Lý Tín phải đi Sóc Châu làm nhiệm vụ. Lý Tín đã cưỡi một chú ngựa màu xanh rêu và mang theo một chú ngựa con. Do trời nổi trận gió tuyết lớn, trong tiết trời như thế, ngựa chỉ đi được mười mấy dặm mà không bước tiếp được nữa. Thời hạn làm nhiệm vụ đã đến gần, để tăng tốc thì Lý Tín đã dùng roi quất vào ngựa mấy chục phát. Lúc này chú ngựa bỗng dưng mở miệng nói tiếng người: "Tín nhi, ta là mẹ của con đây. Do kiếp trước ta đã lén giấu cha con hơn 10 đấu gạo để cho em gái con, cho nên bây giờ phải chịu báo ứng làm kiếp thân ngựa. Chú ngựa con kia chính là em gái của con, cha của con đã qua đời rồi. Bây giờ con kế thừa gia sản của ông ấy, thì mẹ và em gái của con cũng đang dùng thân ngựa ra sức để trả lại món nợ đó cho con. Tại sao con còn ép chúng ta chịu khổ như thế này chứ?" Lý Tín nghe xong những lời đó đau thương khóc như mưa. Ông vội tạ tội với chú ngựa đó, gỡ dây cương xuống rồi nói: "Nếu như mẹ thật sự là mẹ của Tín Nhi, vậy thì chắc chắn sẽ biết đường về nhà chứ." Chú ngựa quả nhiên biết đường về nhà, nó đã tự đi về trước. Lý Tín đeo dây cương lên người đi theo sau chú ngựa. Sau khi anh em và thân hữu của Lý Tín biết được câu chuyện, đã cảm thấy tiếc thương vô cùng. Họ đã xây riêng một căn phòng cho chú ngựa, đặc biệt chăm sóc chú ngựa thật chu đáo như phụng dưỡng mẹ vậy. Từ đó cả gia đình đều chuyên tâm tu hành. Người dân trong thôn bất kể là phàm phu tục tử hay là người xuất gia đều cảm thấy kinh ngạc trước câu chuyện này. Và đồng thời nó cũng được sử bộ thượng thư thời nhà Đường đích thân ghi chép lại. Có thể động vật nói tiếng người thật sự lại khiến người ta khó mà tin được. Tuy nhiên cũng có thể đứng từ một góc độ khác, mở ra một lối suy nghĩ cho chúng ta. Sinh mệnh là bất diệt, thân người hay thân súc vật cũng như một chiếc áo mà thôi. Một sinh mệnh mặc chiếc áo nào vào thì sẽ có ngoại hình của sinh mệnh ấy. Là một sinh mệnh thích hợp mặc chiếc áo nào, tất cả đều do đức hạnh tốt xấu ở kiếp trước của họ mà quyết định. Kiếp trước từng là cá heo. Tiến sĩ Mario, người đã sử dụng thuật thôi miên để giúp con người nhớ lại tiền kiếp. Trong hơn 1.000 trường hợp mà ông nghiên cứu, những người được thôi miên đều nói ra những việc trong kiếp trước. Và câu chuyện kiếp trước từng là cá heo là một vài trường hợp chuyển sinh thành động vật trong nghiên cứu của ông. Chuyện là một người đàn ông 30 tuổi từng tìm tới tiến sĩ Mario giúp đỡ bởi vì trọng lượng cơ thể của anh có vấn đề. Người đàn ông này rất là thích đi dự tiệc, hơn nữa lại không thể kiểm soát bản thân mà ăn rất nhiều. Lâu dần thì anh đã mất kiểm soát cân nặng và dẫn tới béo phì. Các bác sĩ đều khuyên anh nên hạn chế dự tiệc, nhưng anh không thể khống chế được ham muốn của bản thân mình. Dù đã thử rất nhiều cách, lúc tưởng chừng như hết hy vọng thì anh đã tìm đến tiến sĩ Mario. Sau khi thôi miên thì tiến sĩ Mario phát hiện ra người này kiếp trước từng là một con cá heo. Khi đó người đàn ông này là một con cá heo thông minh, lanh lợi nhất đàn. Một lần anh cảm thấy một đàn cá voi sát thủ đang bơi về phía mình nên đã cố gắng cảnh báo những con cá heo còn lại trong đàn. Tuy nhiên, đàn cá heo lại bị thu hút bởi thức ăn trước mặt nên tất cả đều phớt lờ lời cảnh báo của anh. Vì vậy, anh đành phải bỏ chạy một mình. Sau đó cả đàn cá heo đều bị đàn cá voi sát thủ giết chết. Anh trở thành con cá heo cô độc trong vùng biển đấy. Cũng vì thế mà kiếp này anh rất sợ sự cô đơn. Anh luôn hy vọng sẽ có nhiều người ở bên cạnh mình nên mới tìm tới những buổi tiệc tùng. Heo trắng chuyển thể thành người. Đây là một câu chuyện cậu bé họ Ngô ở Phổ Đầu Trại, xã Bình Dương lúc 1 tuổi. Người nhà cậu đưa vào trong thôn chơi thì xảy ra hiện tượng kỳ lạ. Là mỗi lần gặp mặt người đồ tể, tức là người làm nghề giết mổ, là cậu bé dãy giụa, gào khóc như là bị ai đánh vậy. Lần nào cũng như thế làm người nhà vô cùng khó hiểu. Năm lên đến 2 và 3 tuổi, mỗi lần nhìn thấy có người hái rau lợn trong vườn, cậu liền nói với họ rằng loại nào đắng, loại nào cay. Nếu hái nhiều thì không ăn, ai cũng bật cười và nghĩ rằng trẻ con là không đáng tin. Càng lớn cậu càng sợ gặp mặt những người làm đồ tể hơn. Mỗi lần chỉ cần nhìn thấy bóng dáng họ là cậu bé sẽ chạy thục mạng về nhà. Người trong thôn cảm thấy vô cùng kỳ quặc, liền hỏi đầu đuôi sự tình và điều cậu bé kia nói khiến ai nấy đều kinh ngạc. Hóa ra kiếp trước cậu là một con heo trắng trong chuồng lợn nhà ông ngoại của mình. Một ngày nọ thì người đồ tể đến để mua heo. Khi vừa nhìn thấy, chú heo đã chạy thục mạng ra một ngọn đồi sau nhà nhưng vẫn bị người đồ tể bắt được và giết thịt. Chuyện kỳ quái về kiếp trước của cậu bé này sau đó lan truyền khắp trong thôn. Từ đó mọi người trong thôn đều gọi cậu bé là heo trắng. Có người đồ tể nọ cũng thề nguyện đời này sẽ không sát sinh nữa. Và tiếp theo cũng là một câu chuyện luân hồi chuyển kiếp liên quan đến nhân quả báo ứng. Đầu thai làm chó để trả nợ như một lời răn dạy sâu sắc cho người đời. Câu chuyện đầu thai làm chó để trả nợ. Đây là câu chuyện xảy ra ở triều Nguyên. Có một vị viên ngoại tên là Thi Tế, cha là Thi Giám, vốn là một người giàu có. Người cha thấy con tiêu tiền như rác thì bèn lén đem vàng bạc chôn cất giấu ở nhiều nơi, nhưng đột ngột qua đời, chưa dặn dò được con câu gì.
Thế là chuyện giấu vàng thành một bí mật mãi mãi. Bấy giờ thì Thi Tế đã quá 40, còn chưa có con trai. Ông ta khấn nguyện với Đức Quan Âm, nếu sinh được con trai sẽ cúng 300 lượng bạc để tu sửa điện thờ ngài. Một năm sau, bà vợ là Nghiêm Thị quả nhiên sinh được một cậu bé. Thi Tế mang 300 lượng bạc đến điện thờ Quan Âm để tạ ơn và gặp người bạn học cùng thuở bé là Quế Thiên, ngồi bên bờ ao nhìn mà nức nở hỏi ra, thì mới biết hắn đem gia sản thế chấp để vay 300 lượng bạc về làm vốn liếng ra ngoài buôn bán, cuối cùng bị mất sạch, chủ nợ đến đòi, chẳng còn đường nào đến đây định nhảy xuống ao tự tử. Thi Tế nghe xong, lập tức lấy 300 lượng bạc để cúng trả ơn đưa cho Quế Thiên và cho vợ chồng Quế Thiên, có vợ là Thi Tế về vườn trồng dâu nhà mình. Quế Thiên mừng quá bèn bước tới trước điện Bồ Tát dập đầu thề rằng: "Con chịu ơn cứu mạng của ông Thi, nếu kiếp này không báo đáp được thì kiếp sau nguyện làm chó ngựa để đền ơn ông." Thế là hai vợ chồng dọn đến vườn nhà Thi Tế để ở. Một hôm vợ chồng Quế Thiên phát hiện thấy gốc cây dâu trong vườn có 3 cái hũ sành, bên trong toàn là bạc. Quế Thiên định lấy 300 lượng đem trả nhà họ Thi, nhưng người vợ đã nổi lòng tham ngăn cản, sau đó đem số bạc này tới nơi khác để mua ruộng đất. Cứ như vậy 5 năm, nhà họ Quế đã có một cơ ngơi lớn mà họ Thi thì không hề hay biết. 3 năm sau, Thi Tế đột nhiên bị bệnh qua đời, bỏ lại vợ con, Nghiêm Thị lại không biết quản lý tiền nong, nên 5-6 năm sau mẹ quá con côi thành nghèo túng. Lúc này người bạn ngày trước của chồng đến thăm và biết cậu con trai này chưa đính ước với ai, bèn gả luôn con gái của mình cho. Rồi chợt nghe nói chuyện nhà Quế Thiên ở Cối Kê giàu lắm, ông Chi bèn đến khuyên con rể nên đi Cối Kê một chuyến, vì nghĩ đến ơn huệ trước kia thế nào họ cũng báo đáp hậu hĩnh. Thế nhưng khi gặp mẹ con họ Thi, hoàn toàn không nhớ gì đến ơn cứu mệnh ngày trước, chỉ cho hai mẹ con 20 lượng bạc làm tiền lộ phí. Sau đó Nghiêm Thị đã ngã bệnh qua đời, trong lúc dọn đồ đạc bỗng thấy trên trần phòng ông nội mình có một cuốn sổ, trong đó ghi rõ ràng chỗ nào chôn bao nhiêu lượng bạc. Thi Hoàn mừng rỡ vô cùng, đào được hết tất cả mấy vạn lượng bạc trắng, chỉ có chỗ dưới cây bạch quả chôn 1.500 lượng thì đào không thấy, chỉ còn lại 3 cái hũ không. Lại nói về chuyện Quế Thiên, sau đó hắn ta đã bị một người tên là Vưu Sinh lừa tiền. Khi biết mình bị lừa thì hắn căm giận không sao giết chết được. Nhưng đến đêm hôm đó thì Quế Thiên nằm mơ, thấy cả nhà mình biến thành chó hết, đến nhà họ Thi kiếm cái ăn, lúc tỉnh dậy mồ hôi vã ra như là tắm. Gặp cơn ác mộng quái lạ, không nghĩ gì đến chuyện trả thù kẻ đã lừa mình nữa, vội vã trở về nhà. Về đến nơi thì hai đứa con trai đã chết, mụ vợ Tôn Thị cũng bệnh nặng mê mệt không biết gì. Quế Thiên la lên một tiếng thì mụ Tôn mở choàng mắt ra kêu toáng lên: "Cha ơi, con là Quế Cao, con trai cả của cha đây. Vì nhà ta vong ơn bội nghĩa với nhà họ Thi, cha đã từng thề sẽ làm chó ngựa để đền ơn, cho nên Diêm Vương bắt hai anh em con cùng với mẹ ngày mai đến nhà họ Thi đầu thai làm kiếp chó. Cha thì chưa đến tuổi, đến tháng 8 sang năm cũng sẽ đầu thai thành chó. Chỉ có em gái con có duyên phận với Thi Hoàn nên tránh được nạn này." Tôn Thị nói xong thì tắt thở chết. Quế Thiên mới nghĩ lại những điều trong mộng, biết rằng đây là chuyện báo ứng, trong lòng vô cùng hối hận. Lo xong việc tăng ma, ông ta đem con gái đi Tô Châu, mong kết thân với nhà họ Thi, đồng thời tiếp tế cho hai mẹ con mẹ quá con côi chút ít. Nào ngờ tới nơi, thấy họ Thi giàu có hơn trước. Quế Thiên xấu hổ quá, xin vào cúng Nghiêm Thị phu nhân. Ông ta vừa bày xong đồ cúng, bỗng có 3 con chó đen chạy tới quấn quanh rồi ngậm gấu quần của ông ta mà sủa liên tục như có điều gì muốn nói. Quế Thiên biết rằng đây chính là vợ con của mình biến thành, bèn khóc òa lên và ngã lăn xuống đất.